Xin chào tất cả các bạn nhá, lại là mình Tiến đây. Mới thả diều hết gió các bạn ơi, Tiến đang cuộn dây. Thì rất nhiều bạn hỏi Tiến là cái cuộn dây của các bạn thả khi mà các bạn cuộn vô nó hay bị xoắn dây này. Nó xoắn dây, các bạn cuộn vô nó hay bị rối dây ấy. Thì Tiến chia sẻ cho các bạn một cái mẹo nhỏ nó có thể khắc phục được cái bắn dây của các bạn. Giống như cái cuộn dây Ameang 23 này của Tiến này, nó không hề bị xoắn các bạn ơi. Nó vẫn thẳng đuột à, nó không bị xoắn dây. Chỗ nào xoắn thì Tiến đã xử lý ngay. Tại vì mình lúc gì mình các bạn mà lúc mà các bạn thả dây diều ra thì các bạn hay thả là một là các bạn thả như thế này, nó tuôn lên như thế này thì cái dây của mình nó sẽ bị xoắn vỏ đỗ. Thành ra khi mà các bạn cuộn vô nó sẽ dễ bị xoắn dây. Có một số bạn thì tuông thẳng thẳng như thế này. Đấy, cho guồng nó quay ở trên tay. Đa số là các bạn tuôn thẳng cho guồng trên tay như thế này. Nhưng mà khi mà các bạn cuộn vô thì các bạn không thể cuộn lại ngược lại giống lúc thả ra được. Nếu mà cuộn ngược lại giống như thả này thì các bạn có guồng ấy, các bạn cuộn thì dây của bạn đảm bảo là không bao giờ bị xoắn. Còn khi mà các bạn cuộn vô thì các bạn hay cuộn tay như thế này. Đấy, mỗi lần cuộn như thế này là cái dây của mình nó sẽ xoắn một vòng vỏ đỗ. Đó. Thành ra tới nó sẽ dồn lại cái đầu đằng kia. Tới một cái đoạn nào đó nó bị xoắn như thế này này. Đấy, thì các bạn sẽ quay ngược cái guồng lại thôi. Đấy, các bạn cuộn ngược lại. Thì đảm bảo các bạn là dây nó sẽ hết bị xoắn. Đấy, chỗ này đang xoắn đúng không? Tiến sẽ quay ngược lại, Tiến cuộn. Đây. Đang cuộn chiều như thế này là chiều ngược kim đồng hồ này. Đấy, nếu mà tới chỗ nào nó xoắn ấy, thì các bạn sẽ quay ngược guồng lại. Các bạn cuộn xuôi kim đồng hồ. Đảm bảo dây của bạn không bao giờ bị xoắn dây. Đấy. Xong các bạn cuộn ngược cái này, tới chỗ nào nó lại bị xoắn nhiều thì các bạn lại quay ngược guồng lại, các bạn cuộn. Đó. Thì cái dây của mình nó sẽ không bị xoắn. Rất nhiều bạn chơi cái dây guồng, cuộn guồng này này là nó bị xoắn nhiều, thành ra đôi khi mà các bạn cứ cuộn này lúc gì diều các bạn hết gió, các bạn nôi dây nhiều vô ấy, là nó xoắn, nó rối dây ghê lắm. Thành ra là chia sẻ cho các bạn một cái mẹo cuộn dây nó đỡ bị rối ha. Nó đỡ bị xoắn. Giống như cuộn dây này của Tiến không khi nào bị xoắn các bạn ạ. Mà Tiến chơi khoảng 2 năm hơn rồi đấy. Hơn 2 năm rồi cuộn dây này cũng không xoắn. Đấy. Một cái mẹo nhỏ thôi nhưng mà cũng khá nhiều anh em không biết ấy. Thành ra là dây nó bị xoắn, nó bị rối. Hôm nay tiện lúc hạ diều hết gió thì lại cuộn vô chia sẻ cho các bạn. Hôm nay Tiến thả hai quả các bạn ạ. Một quả diều 3m5 với một quả 4m5 này. Dây chi la. Đối với dây chi la hoặc là bất kỳ dây dù hay dây nào các bạn cũng áp dụng tương tự nhé. Cứ xoắn thì các bạn lật ngược guồng lại, các bạn cuộn ngược lại là đảm bảo hết xoắn. Hết sạch gió là các bạn ơi. Không còn tí gió nào. Có khả năng tối nó lại nổi gió lên. Chỗ Tiến mấy bữa nay không có rông này. Đi săn rông bữa nay mà không xong săn được trận rông nào. Rồi, chúc các bạn áp dụng thành công nhá. Các bạn có câu hỏi là về diều sáo thì các bạn có thể để lại ở trong video này cho Tiến. Tiến biết gì thì Tiến lại chia sẻ lại cho các bạn cùng chơi nhá. Đấy. Cuộn dây là các bạn phải cuộn thật là chặt. Cuộn chắc tay vào thì khi mà các bạn ra nên diều các bạn ra dây ấy, nó không bị rối, với lại nó ra dây nó dễ. Các bạn mà cuộn dây vô là guồng lỏng á. Lúc gì các bạn ra dây nếu mà gặp gió to nó xít vô rồi. Nó rối thôi rồi. Cuộn dây lúc nào cũng phải đẹp. Căng đều. Đấy. Rồi, chúc các bạn thành công nhá.